Kết quả sổ số miền Nam sổ số miền Nam hôm nay ngày 17 tháng 12. Kỳ quay mở thưởng mới của ba đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Kết quả sổ số miền Nam hôm nay là kỳ quay mở thưởng của ba đài sổ số kiến thiết gồm Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận. Kết quả kỳ này được công bố lần lượt như sau. Kết quả sổ số Tây Ninh giải 8 với kết quả 48. Giải 7 có kết quả là 472. Giải 6 có kết quả 6 9302 9.302.

giải ba lần lượt là bảy mươi sáu bảy trăm bảy mươi bảy mươi sáu bốn trăm giải nhì gồm có 96.878, giải nhất bao gồm các số 58.522, giải đặc biệt 613.411, cơ cấu giải thưởng Cơ cấu giải thưởng được áp dụng chung cho cả ba đài thuộc ba tỉnh như trên. Trong đó, giải đặc biệt sẽ nhận được phần thưởng trị giá 2 tỷ đồng và chỉ có một giải duy nhất. Giải nhất trúng 30 triệu đồng mỗi giải, số lượng 10 giải. Giải nhì nhận 15 triệu đồng cùng với 10 giải thưởng. Giải 30 triệu có 20 giải. Giải tư gồm có 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng. Giải năm có 100 giải với 1 triệu đồng mỗi giải. Giải 6 có giá trị 400.000 đồng với 300 giải. Giải 7 thưởng 200.000 đồng có đến 1.000 giải. Giải 8 trúng 100.000 đồng với 10.000 giải. Giải phụ dành cho những vé chỉ sai một chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với kết quả giải đặc biệt. Mỗi giải trúng 50 triệu đồng, có 9 giải. Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, chỉ sai duy nhất một số bất kỳ ở hàng của năm số còn lại so với kết quả giải đặc biệt sẽ nhận được 6 triệu đồng với 45 giải thưởng. Trường hợp vé dự thưởng nào có kết quả trùng với nhiều giải của ba đài hôm nay thì sẽ trúng được cùng lúc tất cả các giải thưởng đó. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tin tức của trung Tâm. Một lần nữa, chúc các bạn có một ngày hạnh phúc và vui vẻ. Nếu các bạn muốn cập nhật nhiều tin tức hơn nữa thì hãy truy cập trung tâm.com.vn. Ở website sẽ có đầy đủ mọi tin tức về giá cả hàng ngày cũng như những kinh nghiệm sẽ rất bổ ích cho các bạn ở cuộc sống thường ngày. Đừng quên nhấn like và theo dõi kênh trung Tâm để cập nhật tin tức trong ngày nhé. Cảm ơn các bạn.